Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Trầm Nịch, giọng đọc Lãm, chương 69. Xuân tế mỗi năm một lần lại sắp đến. Đây là lần xuân tế đầu tiên sau khi Ngũ Tứ Ngang đoạt quyền. Y vô cùng coi trọng. Vì sao phải vô cùng coi trọng chứ? Chuyện kể rằng, trong lòng nhiếp chính vương của chúng ta vẫn có một oán niệm, đó chính là Xuân Tế. Y không biết đã từng ảo tưởng bao nhiêu lần dắt tay Tần Ca mang theo đối phương leo lên Thiên Ngự Sơn, nghênh đón tia nắng sớm đầu tiên. Mỗi lần vừa nghĩ đến, Tần Ca sắc đầy ánh nắng màu vàng kim, đẹp đẽ biết bao, Ngộ Tử Ngang liền ngây ngất không thôi. Hơn nữa, Y còn đặc biệt ảo tưởng một đoạn, chính là Tần Ca leo núi mệt mỏi. Y sẽ vươn tay nói, Hoàng thượng, thần đỡ ngài lên. Sau đó Tần Ca cũng rất ngượng ngùng vươn tay ra, Y nắm lấy tay của Tần Ca. Nhân cơ hội, sờ sờ, Tần Ca lườm Y một cái. Y cười vô lại với Tần Ca, một màn tình thơ ý họa cỡ nào cơ chứ. Tóm lại, nhiếp chính vương của chúng ta có một ảo tưởng rất hạ lưu như thế. Đặc biệt, sau khi Y biết tâm ý của Tần Ca, lại càng thường xuyên ảo tưởng đủ loại cảnh tượng hạ lưu. Xuân tế này chính là một trong những cái điều đó. Đương nhiên, nhiếp chính vương là tuyệt đối không dám nói với Tần Ca. Đừng nói Tần Ca có thể ngượng ngùng vươn tay hay không. Không cho y một cước, đạp đến dưới chân núi đã là nên cười trộm rồi. Sau khi từ Lương Châu trở lại kinh thành, Ngộ Tư Ngang bởi vì đủ loại nguyên nhân, thế này thế nọ thế kia, mà từ đầu đến cuối chưa từng đi xuân tế với Tần Ca. Đây không chỉ là tiếc nối của y, mà còn là áy náy của y. Cho nên bởi vì quá nhiều lý do, nhiếp chính vương lần này nói cái gì cũng muốn Tần Ca đi xuân tế. Từ tháng 10 năm trước, Ngũ Tử Ngang đã bắt đầu bận chuyện xuân tế. Địa điểm chọn là ở Ngự Thiên Sơn, có núi mới có thể thực hiện được ảo tưởng nào đó của y. Tần Ca hiện nay là hoàng đế đáng thương, bị đoạt quyền. Tiểu hoàng đế lại quá nhỏ, nhiếp chính vương Ngũ Tử Ngang nắm giữ triều chính. Sau lưng không biết có bao nhiêu người chỉ vào cột sống của y mà mắng. Mắng y, vong ân phụ nghĩa, lòng muôn già thú. Nói chung, khó nghe thế nào, mắng thế đấy. Ngộ Tử Ngang sớm đã luyện thành một thân công lực lưu manh, mắt điếc tai ngơ. Dù sao thì chỉ cần Tần Ca không mắng y là được, những người khác không có đếm xỉa tới. Đã nắm giữ triều chính, vài chuyện phải quản hiển nhiên cũng rất nhiều. Nhưng Ngộ Tử Ngang cảm thụ sâu sắc bài học kinh nghiệm Tần Ca làm hoàng đế lúc ấy. Y bố trí phần lớn việc cho nội các và đủ loại quan lại. Y mới không để cho chính mình bận bịu, bận đến mức không có thời gian cùng vợ và nhi tử đâu. Ra từ Đông Nọn Cáp, Ngộ Tử Ngang chạy thẳng tới Nhân Tâm Đường. Nhi tử thời gian trước nhiễm phong hàn, hai ngày nay mới khỏi. Ngộ Tử Ngang đau lòng vô cùng. Nếu không phải là Tần Ca không thích y để lỡ triều chính, hôm nay vẫn còn chăm sóc nhi tử tại Nhân Tâm Đường đấy. Vừa vào Nhân Tâm Đường, Ngộ Tử Ngang liền hỏi, Hoàng thượng hôm nay sao rồi? Bẩm nhiếp chính vương bệ hạ, hoàng thượng hôm nay khá hơn nhiều rồi, vừa rồi còn chơi ấy. Bây giờ được Thái Thượng Hoàng ôm vào phòng trong cho uống thuốc rồi. Vừa nghe nhi tử hôm nay không làm sao, Ngộ Tử Ngang yên tâm, vội vàng đi vào phòng trong. Vừa vào trong phòng, Y liền nhìn thấy Tần Ca đang ôm nhi tử đang uống thuốc. Nhi tử nhìn thấy Y lập tức vươn tay, phùng thì ra. Phụ thân! Trái tim của Ngộ Tử Ngang sắp nát, vội vàng tiến lên ôm lấy nhi tử, sờ sờ trán của nhi tử. Có mồ hôi, nhưng ấm ấm mang mát, không còn sốt cao như mấy ngày trước nữa. Dung Khâu đã tới, nó mấy ngày nay lại chú ý một chút, Tử Quân sẽ không sao. Tần Ca buông bát nói. Ngộ Tử Ngang hôn hôn nhi tử. Vậy thì tốt rồi. Hôm nay lúc nghị sự với các đại thần, ta đây trong lòng vẫn không có yên. Chỉ sợ là nó lại phát sốt. Phụ thân, không đọc sách có được hay không? Tử Quân mềm nhũn yêu cầu. Ngộ Tử Ngang hôn mạnh mấy cái trên mặt mềm mại của nhi tử mà nói. Không đọc sách, Tử Quân tháng này không cần đọc sách. Tử Ngang! Tần Ca không vui. Ngộ Tử Ngang vội vàng sinh cho nhi tử. Tử Quân bị bệnh chừng mấy ngày, ngươi cho nó dưỡng bệnh đi. Một tháng không đọc sách,
Cũng không sao đúng không? Tần ca trần y. Ngươi lại tùy theo ý nó. Ngô Tử Ngan ngồi xuống bên cạnh hắn, cười trấn an. Tử quân là bảo bối của chúng ta, thỉnh thoảng tùy ý theo một lần, cũng có sao đâu. Phụ phụ, ôm. Tiểu hoàng đế vội vàng nịnh nọt. Tần ca ôm nhi tử, thổi thổi mũi của nhi tử, xem như là đồng ý. Tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu rất là cao hứng. Mặc dù bé chỉ mới 3 tuổi, nhưng bởi vì thân phận bé, phụ hoàng bé, từ khi bé vừa mới biết nói thì đã cả ngày ép bé đọc thơ, đọc văn, đọc đạo đế vương. Cho nên tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu còn nhỏ tuổi đã biết làm sao tìm cơ hội để lười biếng. Ngáp một cái, Tần Gia Hữu vừa bị bệnh nặng một phen, lại chơi hơn nửa ngày cho nên mệt mỏi. Ngô Tử Ngang lập tức ôm bé vỗ về, dỗ bé đi ngủ. Bỏ lỡ gần 2 năm trưởng thành của nhi tử, Ngô Tử Ngang lúc nào cũng nắm chắc mọi thời cơ để đền bù cho nhi tử. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của y dỗ nhi tử, Tần ca nhàn nhạt cười. Rời khỏi triều đình, cuộc sống bây giờ lại là hắn khát vọng rất lâu, rất lâu. Trong khi phụ thân dỗ về, gia hộ thiếp đi, Ngô Tử Ngang ôm nhi tử trở về phòng ngủ nhỏ của nhi tử, lại vỗ về nhẹ một trận nữa mới rời đi. Diêm Nhật thị vệ bên người của Tần Gia Hữu làm hết trách nhiệm canh giữ bên giường của tiểu hoàng đế, chờ bé tỉnh ngủ. Từ trong phòng ngủ của nhi tử đi ra, Ngô Tử Ngang lại quay về thiên phòng. Tần ca đang ở chỗ này. Ngày thường Tần ca phần lớn đọc sách, đánh đàn tại thiên phòng, hắn lúc này đã không còn sợ tiếng đàn để tiết lộ tâm tình của hắn. Ngô Tử Ngang vừa tiến vào, Tần ca liền hỏi: Lão thái thái vẫn không chịu tiến cung sao? Ngô Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nói: Cô nãi nãi không rõ chân tướng, bà sợ bà vừa tiến cung, người khác mắng ta càng thêm hung ác. Vừa nói xong, y lập tức nói với Tần ca: Không cho người ấy nấy, ta là phải chờ sau mấy năm, thấy những người đó biến sắc mặt như thế nào đây? Lưu manh! Tần ca cười cười, quên đi. Chuyện Ngũ Gia vẫn là nên giao cho Ngũ Tử Ngang giải quyết đi. Ngũ Tử Ngang kéo Tần ca vào trong lòng, thoải mái mà thở hắt ra. Cuộc sống bây giờ cũng là y mong đợi đã rất lâu. Cô nãy nãy nhớ tử quân, hôm qua ta về phủ nhìn bà ra sức dặn dò ta. Có rảnh rỗi thì mang tử quân đi thăm bà. Ngươi nói xem, huyết mạch có thật sự là thần kỳ không? Bà rõ ràng không biết thân thế của tử quân, nhưng vừa nhìn thấy nó đã thích vô cùng. Tử quân thời gian này sinh bệnh, bà mỗi ngày đều cầu phúc cho tử quân tại Phật đường. Ta thấy như vậy thì cũng nhìn không được, muốn nói việc này cho bà biết. Tần ca dương mắt. Nếu không, ngươi cứ việc nói cho bà biết đi. Ngô Tử Ngang lại lắc lắc đầu. Vẫn chưa tới lúc, đợi thời cơ, ta sẽ nói cho bà biết. Tần ca vừa nghe, cũng không nói nhiều nữa, ngược lại nói. Xưng tế, ấn theo quy củ là phải hoàng đế đích thân tới. Năm nay, người có tính mang tử quân đi không? Ngô Tử Ngang lập tức nói. Đương nhiên không mang theo. Tử quân vừa mới khỏi bệnh, sao có thể để cho nó bị gió? Huống hồ gió trên núi lại lớn nữa. Thổi nó, làm sao bây giờ? Người là Thái Thượng Hoàng, người thay tử quân không có gì là đáng trách. Lại nói, đi xuân tế cùng với ngươi là cái chuyện mà ta đã mong đợi rất nhiều năm. Cho dù nhi tử cũng không thể quấy rối ta được. Bây giờ ai dám nói một chữ không? Người lưu manh. Tần ca cười, hắn sao lại không biết tâm tư nào đó của Ngô Tử Ngang. Ngô Tử Ngang cười hì hì, tuyệt không che giấu cái lưu manh của mình, cắn môi Tần ca mà nói. Ngươi không phải là thích tên lưu manh này hay sao? Tần ca dùng sức cắn môi của Ngô Tử Ngang, sau đó liền quấn quýt lấy đối phương. Thân thể nằm trên giường, Tần ca ở dưới thân của Ngô Tử Ngang hôn sâu với y, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ở ra ngoài, Khổng Tắc Quy đứng ở góc tường, lôi Ôn Quế rời đi. Nhiếp Chính Vương bệ hạ là sẽ không hy vọng có người ở bên ngoài nghe lén. Thật ra thì hắn lần này hiểu lầm Ngô Tử Ngang. Ngô Tử Ngang cũng không phải là cái loại người tùy thời tùy chỗ động dục. Y chỉ là muốn ôm Tần ca thân thiết một phen, hôn một cái. Trong khoảng thời gian nhi tử sinh bệnh này, hai người cũng không có tâm tình thân thiết. Bây giờ cơ thể của nhi tử khỏe rồi, đương nhiên phải đền bù. Chẳng phải vậy hay sao? Thở hổn hển, Tần ca đẩy Ngô Tử Ngang ra. Ban ngày ban mặt, đừng có quậy. Ngô Tử Ngang kéo Tần ca lại, liếm hôn cổ của hắn. Vậy có làm sao?
ai quy định ban ngày ban mặt ta không thể hoàn hảo với ngươi? Yên tâm, Khổng Tắc Quy và Ôn Quế chắc chắn đã điều người đi hết rồi. Đường đường là nhiếp chính vương, ban ngày ban mặt, đừng có mà. Lời của Tần Ca cũng chưa có nói ra được, bởi vì bị một cái tên lưu manh nào đó ngăn chặn. Y phục trên người chưa qua chốc lát đã rời khỏi thân thể. Trên miệng Tần Ca nói không muốn, nhưng trên hành động lại cũng có chút phóng túng. Dương cổ lên cho người này có thể càng sâu vào nhấm nháp gáy mình. Tần Ca một chút cũng không giấu giếm sự vui sướng của mình. Đương nhiên, người này cũng sẽ không cho hắn giấu giếm. Người này thế nhưng lại thích nghe tiếng kêu của Tần Ca ở dưới thân không khống chế được, mỗi lần đều có thể khiến y thú tính đại phát. Bởi vì một số nguyên nhân ngày trước, Tần Ca về chuyện tình dục có chút đau. Hai ngón tay của Ngộ Tử Ngang xà vào trong nhị huyệt của Tần Ca mấy chục cái, cảm thấy chỗ đó đã ương ướt, y liền rút ngón tay ra, đỡ thứ cứng rắn của mình, trực tiếp cậy mở thân thể của Tần Ca. Tần Ca đau đến nhíu mày, đôi chân lại vòng chặt qua eo của Ngộ Tử Ngang. Ngộ Tử Ngang bây giờ chính là rất có kinh nghiệm, ngừng một chút giữa chừng, sau đó y lại hăng hái vọt vào toàn bộ, khống chế lực đạo vừa vặn, vừa khiến cho Tần Ca cảm thấy đau, cũng sẽ không làm Tần Ca bị thương. Nhìn Tần Ca dưới thân y bày ra mỹ thái, chỉ có y mới có thể nhìn thấy. Nghe Tần Ca không kiềm chế mà rên la, trong lòng Ngộ Tử Ngang căng ra đến tràn đầy. Một tay lưu luyến sờ qua lại trên bụng của Tần Ca. Ở nơi đó có một vết rạn do mang thai để lại. Ngộ Tử Ngang phóng túng dục vọng của chính mình. Mấy tháng Tần Ca mang thai, y không có bên người. Đây là tiếc nối trong lòng của cả hai người. Nhưng nếu muốn Ngộ Tử Ngang lựa chọn, cho dù trên tay y bây giờ có một quả phượng đan, y cũng tuyệt đối sẽ không lại làm cho Tần Ca ăn. Đau khổ Tần Ca phải chịu khi đó, chịu đựng một lần là quá đủ rồi. Bởi vì nhi tử sinh bệnh, hai người mấy ngày nay không có hoàn hảo, rất nhanh bắn ra trong thoải mái mà đối phương mang lại cho mình. Cũng không có lập tức rời khỏi từ trong cơ thể của Tần Ca, Ngộ Tử Ngang tỉ mỉ hôn môi Tần Ca và thân thể của hắn. Có thể dựa vào nhau cùng một chỗ hạnh phúc như thế này là y từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Ca. Ừ. Dưới nụ hôn của Ngộ Tử Ngang, Tần Ca buồn ngủ, hạ xuống một nụ hôn trên mắt của Tần Ca, Ngộ Tử Ngang mắt chứa mong đợi. Trước đây ta ngày ngày trông ngóng có thể sớm một ngày làm quyền thần dưới một người trên vạn người, bây giờ mục đích đạt được, nhưng mà vừa rồi ta lại có mục tiêu. Cái gì? Tần Ca mở mắt ra, trong mắt là ý cười, là vui mừng nhàn nhạt lại không kiềm chế được. Gặm một cái thật mạnh trên miệng của Tần Ca, Ngộ Tử Ngang cười nói. Ta muốn có một ngày có thể ở trên Thiên Ngự Sơn hướng về thiên hạ mà hô to. Ta yêu Tần Ca, Tần Ca là vợ của ta. Mí mắt của Tần Ca híp lại. Cái gì? Ngộ Tử Ngang cười hì hì, khí thế yếu đi. Ta là vợ của ngươi, vợ của ngươi. Vậy thì còn tạm được. Vỗ vỗ Ngộ Tử Ngang bảo y lui ra, Tần Ca lười biếng nói. Muốn tắm rửa? Ta sai bọn họ lập tức chuẩn bị nước. Từ trong cơ thể của Tần Ca chậm rãi lui ra, Ngộ Tử Ngang tùy tiện khoác áo choàng liền đi ra ngoài. Kéo thảm qua đắp hạ thân trần trụi của mình, nụ cười trên mặt của Tần Ca sâu hơn. Cái tên lưu manh này. Ngủ hai canh giờ, Tần Gia Hộ tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt, bé đã vươn tay kêu. Nhật nhật, nhật nhật. Lập tức, bé liền được bế lên. Bệ hạ. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tần Gia Hộ nhắm mắt lại, cọ cọ gáy của đối phương. Đi tiểu. Mama lập tức nhấc bồ gỗ tới. Sau khi các mama lui ra, Diêm Nhật cởi quần của tiểu hoàng đế, ôm bé đi tiểu. Nước tiểu trong suốt từ trong tiểu kê kê của tiểu hoàng đế đẩy ra, chính xác rơi vào trong bô gỗ. Đợi bé đi tiểu xong, Diêm Nhật lau sạch sẽ cho tiểu hoàng đế, lại mặc quần vào. Nhật Nhật! Gọi mama đi vào đem bô gỗ ra, Diêm Nhật rửa tay lại ôm tiểu hoàng đế cho bé uống nước. Phải nói, Diêm Nhật không chỉ là thị vệ bên người của tiểu hoàng đế, mà còn là người hầu bên cạnh bé. Thường ngày, hắn vừa phải bảo vệ an nguy của tiểu hoàng đế, lại phải hầu hạ sinh hoạt thường ngày của tiểu hoàng đế. Nhưng Diêm Nhật chưa từng có bất luận bất mãn gì. Hắn thích hầu hạ tiểu hoàng đế.
hắn thích hầu hạ bảo bối mà Thái Thượng Hoàng trăm cay nghìn đắng mới sinh hạ được. Uống nước xong, Tần Gia Hộ mới mở to mắt ra, ngáp một cái, Diêm Nhật khẽ lắc bé. Bệ hạ có muốn ngủ một lát hay không? Không ngủ, Nhật Nhật, bye bye. Nhịn chừng mấy ngày nay, tiểu hoàng đế cuối cùng cũng đã khỏi bệnh, không nhịn được nữa. Vẻ mặt của Diêm Nhật thật khó xử. Hoàng thượng, ngài vừa khỏi bệnh, ở bên ngoài lạnh lắm. Nhật Nhật, bye bye. Khỏi rồi, khỏi rồi. Tiểu hoàng đế bĩa môi, muốn bay. Diêm Nhật không thể không tiếp tục dỗ. Hoàng thượng, bên ngoài lạnh lắm, ngài nếu lại nhiễm phong hàn thì lại phải uống thuốc. Thuốc đắng lắm, ngài bị bệnh, nô tài đau lòng, ngài lại nhịn nhịn đi. Chờ ngài hoàn toàn khỏe hẳn rồi, nô tài sẽ mang ngài đi bay. Nhật Nhật, bay! Tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu dùng tuyệt chiêu, làm nũng. Diêm Nhật nói không nên lời cự tuyệt. Nhật Nhật! Cắn chặt răng, Diêm Nhật cầm lấy cái chăn nhỏ che kính tiểu hoàng đế, ôm tiểu hoàng đế ra khỏi phòng. Nhật Nhật! Nhật Nhật! Tiểu hoàng đế chỉ lộ ra hai con mắt, ôm Diêm Nhật cười ha hả vẫy gọi. Nghe thấy tiếng cười của hoàng đế, Diêm Nhật cảm thấy cho dù sẽ bị vương gia và thái thượng hoàng đánh bằng roi thì hắn cũng đáng. Nhưng Diêm Nhật hiển nhiên là quá lo lắng. Tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu chắc chắn sẽ không nói với hai vị cha ruột của mình là bé bye bye bên ngoài. Ôn Quế và Khổng Tắc Quy lại càng không phải là người lắm miệng. Huống chi, bọn họ đương nhiên rõ ràng nhất định là hoàng đế bệ hạ quấn lấy Diêm Nhật đòi bye bye. Còn những người khác càng không dám lắm miệng trước mặt Thái Thượng Hoàng và Nhiếp Chính Vương. Ai dám hạ Diêm thống lĩnh bị phạt sẽ chờ bị tiểu hoàng đế xử trí đi. Tần Gia Hộ bường bực hơn 10 ngày ở trong lòng của Diêm Nhật mà cười ha ha. Bên ngoài rất lạnh, mặt của Diêm Nhật vẫn tái nhợt giống như là dị vãng. Nhưng trong mắt lại là vui sướng rõ ràng, vui sướng được tiểu hoàng đế cần. Nhật Nhật, cao cao, Nhật, cao cao. Ôm chặt, bệ hạ. Diêm Nhật ôm tiểu hoàng đế nhảy lên thẳng ngọn cây. Tiếng cười của Tần Gia Hộ vang vọng khắp cả nhân tâm đường. Trong phòng ngủ của Thái Thượng Hoàng, Tần Ca nằm trong lòng của Ngự Tử Ngang, lười biếng mở miệng. Tử quân lại bảo Diêm Nhật mang nó ra ngoài bay. Ta sai Diêm Nhật ôm nó trở về. Ngự Tử Ngang nói xong liền muốn xuống giường, Tần Ca ngăn cản y. Người sai hắn ôm tử quân trở về, đợi lát nữa tử quân lại bảo Diêm Nhật lén lút dẫn nó ra ngoài bay. Ngươi còn không hiểu rõ nhi tử của mình hay sao? Ngự Tử Ngang thu chân về trong chăn, Tần Ca lại nói. Diêm Nhật có chừng mực, mặc kệ bọn họ đi. Suy nghĩ một chút cũng thấy phải, nhưng Ngự Tử Ngang vẫn không yên lòng, cao giọng hô ra ngoài. Ôn Quế, ngươi nói với Diêm Nhật, hoàng thượng bệnh vừa mới khỏi, đừng có bay quá lâu. Dạ. Một lần nữa ôm Tần Ca, Ngự Tử Ngang mặc kệ hai người bên ngoài. Tần Ca gối lên bụng của y hỏi. Ngươi tính toán khi nào để tử quân tập võ? Ta coi nó thích bay như vậy. Vậy thì khinh công nhất định có thể luyện tốt. Ngô Tử Ngang không sốt ruột lắm mà nói. Nói sao đi, tử quân là hoàng thượng. Bây giờ thiên hạ thái bình, bên cạnh nó lại có tiểu quỷ bảo hộ. Học mấy chiêu phòng thân là đủ rồi. Tần Ca lườm y. Người chính là không muốn nó chịu khổ. Nó là hoàng thượng, chỉ học mấy chiêu phòng thân sao có thể đủ. Ngô Tử Ngang vội vàng nhéo eo của Tần Ca, gương mặt tươi cười. Được được được, nếu tử quân thích, ta đương nhiên tìm cho nó một sư phó để mà dạy dỗ nó. Nhưng nó không thích, ngươi cũng đừng có miễn cưỡng nó. Nó là hoàng đế, sau này lấy quốc sự làm trọng, tập võ hay không cũng không có quan trọng. Ngươi chính là quá sủng nó. Tử quân là nhi tử do ngươi sinh cho ta. Ta yêu mẹ của nhi tử ta, đương nhiên sủng nhi tử rồi. Lưu manh. Ngươi chẳng phải là thích tên lưu manh này hay sao? Tần Ca nhé một cái lên cánh tay rắn chắc của Ngự Tử Ngang. Ngươi càng lúc càng lưu manh, tính tình tử quân là 10 phần giống ngươi. Là nhi tử ta thì đương nhiên phải giống ta rồi. Nhiếp Chính Vương bệ hạ ôm Thái Thượng Hoàng, tình ý đậm đà trên giường. Chỉ trông ngóng nhi tử có thể mau lớn nhanh một chút, y có thể một thân vô sự cùng vợ. Tiểu hoàng đế Tần Gia Hộ bị phụ thân và phụ của chính mình, biết mình đang bay bay, cũng không dám quá làm càn.
Mặc dù còn chưa có bài đủ, nhưng lúc Diêm Nhật ôm bé về phòng thì bé cũng không có ầm ĩ, mà là muốn Diêm Nhật hứa với bé ngày mai còn muốn bye bye. Diêm Nhật đương nhiên là đồng ý. Khổng Tắc Quy ở ngoài phòng nghe thì lắc lắc đầu suốt. Tỷ hoàng đế ăn sạch sẽ Diêm Nhật, sau này Diêm Nhật sẽ thật sự rất đau đầu. Tỷ hoàng đế bay xong đói bụng, Diêm Nhật sai thị nữ của tỷ hoàng đế đi lấy đồ ăn. Tỷ hoàng đế vui cười hớn hở, cưỡi trên cổ của Diêm Nhật, chờ thức ăn đến. Nhật Nhật, ngày mai còn muốn bay bay. Rất sợ Diêm Nhật quên mất. Nô tài sẽ không quên. Tỷ hoàng đế cười, nước miếng xích nữa thì rơi trên mặt của Diêm Nhật. Rất nhanh thị nữ lấy tới thức ăn, sau đó như cũ lui ra. Tỷ hoàng đế ngoài cha và phụ hoàng của mình ra cũng chỉ cho phép Diêm Nhật cho bé ăn cơm. Để tỷ hoàng đế ngồi trên đùi của mình, Diêm Nhật trước tiên mỗi một món ăn một chút, không có độc, gã lúc này mới bón cho tỷ hoàng đế ăn cơm. Tỷ hoàng đế rất kén ăn, trước mặt phụ hoàng của bé thì bé không dám kén chọn. Nhưng những người khác bé sẽ mặc kệ, cho dù là cha của bé cho bé ăn, bé không thích ăn, chính là không thích ăn. Nhìn Diêm Nhật gấp lên củ cải, tỷ hoàng đế quay đầu. Không ăn, không ăn, không ngon. Bệ hạ, Diêm Nhật bắt đầu màn cầu sinh mỗi ngày. Không ăn. Tỷ hoàng đế che miệng lại luôn. Bệ hạ, nô tài vừa nếm thử, không có vị củ cải. Nhật Nhật gạt người, không ăn. Tiểu hoàng đế không chịu thả tay xuống. Diêm Nhật không còn cách nào, gã ăn một miếng nhỏ, biểu hiện ăn rất ngon mà nuốt xuống, sau đó đút đến bên miệng của tiểu hoàng đế. Bệ hạ, nếm thử một miếng đi, thật sự không có vị củ cải. Sơ củ cải này là lấy canh gà nấu nhừ, nô tài không có lừa ngài đâu. Nhật Nhật ăn củ cải, ta không ăn. Bệ hạ, ngài nếm thử một chút đi. Không ăn, Nhật Nhật xấu, ta không ăn. Khổng Tắc Quy ở bên ngoài, nghe mà trợn mắt. Y đã nói Diêm Nhật kiếp này cũng không có ngày thoát ra mà. Nhưng mặc dù Khổng Tắc Quy bên ngài có nghe thấy, rất muốn nói cho Thái Thượng Hoàng biết là bệ hạ lại kén ăn, nhưng Diêm Nhật không cảm thấy buồn bực một chút nào. Hắn vừa dỗ, vừa cầu sinh, tiểu hoàng đế Tần Gia Hữu rốt cuộc ăn một miếng sơ củ cải. Mùi vị vẫn là mình không thích. Tần Gia Hữu sau đó lại nói không ăn nữa. Diêm Nhật đương nhiên là tiếp tục dỗ, dỗ đến sau cùng, Tần Gia Hữu ăn non nửa đĩa sơ củ cải. Còn ăn một ít món bé không thích, ăn no bụng, tiểu hoàng đế rất tức giận, chỉ thức ăn còn lại của bé, phạt Diêm Nhật ăn. Diêm Nhật ôm tiểu hoàng đế, ăn toàn bộ thức ăn còn dư lại của tiểu hoàng đế. Nhìn Diêm Nhật ăn sạch sẽ, vẻ mặt giận dữ trên mặt của tiểu hoàng đế mới chuyển thành tươi cười. Xuống từ ở trên đùi của Diêm Nhật, tiểu hoàng đế muốn đi ra ngoài tản bộ, Diêm Nhật nhắm mắt đi theo, rất sợ bé sẽ ngã. Nhìn Diêm Nhật đi theo sau mông của tiểu hoàng đế, trong lòng của Khổng Tắc Quy vui mừng. Vui mừng vì khi đó Thái Thượng Hoàng không có phái Ôn Quế đi hầu hạ tiểu hoàng đế. Yên tâm giao nhi tử cho Diêm Nhật, Ngô Tử Ngang cùng Tần Ca dùng bữa tối trong phòng. Từ buổi chiều đến sáng sớm ngày hôm sau, hai người cũng không ra khỏi phòng nửa bước. Thần Mộc và Hà Hoang đi Cẩm Đà Tự tế bái Phượng Minh Vương đã qua đời, cho nên mấy ngày nay Ôn Quế liền vất vả một chút, mỗi ngày đều phải đi qua. Diêm Nhật dỗ tiểu hoàng đế ngủ. Diêm Nhật cơ hồ là bị quấn cả ngày, lúc này mới có thời gian đi lấp đầy cái bụng của mình. Một chút thức ăn của tiểu hoàng đế còn dư lại, đâu có đủ cho hắn ăn no.